Answer is. He's gonna answer. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Shall we go on a date? Shall we go on a date? Oh my god. 이리야, 이리야, 이리야. 나 에마. 나 너 에마. 후연 씨 때문에도 망설였죠. 잠시 동안은 망설였지만 이 확신을 보여줘야겠다 생각해서 말을 해야 되는 시점에 말을 할 수 있는 기회가 생겨서 오히려 홀가분 했습니다. và sau đó hãy đến và nói chủ động với Linh vì Linh mong vẫn như Linh vẫn có một cái rất rõ ràng đó là gu của Linh, đó là một người đàn ông mà có thể control được cái mối quan hệ đó. Oh, I'm so bad. Oh my god. Oh my god. 자꾸만 웃음이 나 어린아이 장난 같아. Ngược lại chứ, cái tuổi mình phải bốc lên. Không anh ơi, tuổi mình thì người ta lại e dè, người ta hay sợ hãi rồi này nọ. Còn tuổi trẻ là tiến tới thì phải xông lên. Đúng. Được thì được mà không được thì mất. Đúng. Mất luôn. Chưa gì mới luôn. Ồ. Tuổi lên hay quá, ngầu quá. Cảm xúc lúc này hỗn độn quá chị. Em vừa nghe Minuk trả lời xong cái em nổi da gà luôn mà. Em cũng thế nữa. Nó lãng mạn mà nó hạnh phúc quá đi. Xong rồi chiếu qua mặt của Hu Yeon là địa ngục liền. Buồn lại luôn. Cảm xúc của nó tụt xuống hẳn luôn. Cái này nó ác quá hả? Chương trình nó quá ác thiệt sự luôn. Anh Hoàng mà là Minuk thì anh Hoàng sẽ trả lời như thế nào ạ? Nếu anh Hoàng là Minuk thì anh Hoàng vẫn cứ trả lời giữ chừng 50-50 thôi. Bởi vì thật ra mà nói cũng sợ những cái cô mà đánh đùng một cái lắm chứ đâu có phải là sạch lòng mà nói như thế. Như phụ nữ mình thích đàn ông biết mình muốn gì ấy. Thì giống như là Michael thì nếu mà trong trường hợp với Michael thì sẽ 50-50 này. Michael là chắc chắn sẽ 50-50. Thôi mà nể quá, nể Linh nha, nể rất là nể Linh luôn. Chỗ chưa từng bao giờ thấy một cô gái nào mà được như vậy á. Chị sợ khi mà chị biết tôi thật sự bị đau lòng thôi. Ủa tại sao chị nghe em nói à? Tôi cần biết câu trả lời của bạn để tôi có sự quyết định của mình. Mọi thứ đều rất có làng. Oh God, too much choke. Bonjour 1664 Blanc. Mang 오늘의 핫도 투표는 그 어느 때보다 편했습니다. 일단 린에게 너무 고맙고 먼저 다가와줘서 먼저 표현해줘서 어떻게 보면 미안하기도 하지만 홀가분했어요. 10 người chơi nam đều đã có sự lựa chọn thứ nhất của mình. Hôm nay thử thách mới như sau. Các bạn sẽ phải chọn người ấn tượng thứ hai trong lòng để đi hẹn hò. Second choice. Second choice. Các chàng trai vui lòng đứng phía sau cô gái mà bạn chọn là người thứ hai bạn muốn tìm hiểu. Oh my god. Ác quá. Ác quá. Ác quá trời ơi. 정말 예상하지 못했어요. 편하지가 않더라고요. Theo Minuk, mời bạn đưa ra lựa chọn. She's my love. Oh, I've got my soul.
도대체 무슨 얘기를 해야 될까? 나는 어떤 입장을 취해야 될까? 이런 게 좀 걱정이 됐어요. 전 여친에게 가는 느낌? 후연이랑도 마지막으로 이야기를 나눌 수 있는 데이트가 될 것 같아서 저한테는 소중한 시간이 되겠다 생각했습니다. Hi. No hi. No hi. Why? Yeah. Why? 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 So. 응? How was your feeling? Feeling? Feeling. Right now? Oh. Right now and about Huyun and my date. Oh. Mm. Sure, you don't have mistake. Mm-hmm. Because why? I think the problem from the you. You can be very intelligent and you know what you want. So I think when you clearly for me, I trust you. Clearly have a conversation with Huyun. It's gonna be friends. Friends. Friends and brother and sister. So, you want to explain with me? Hmm? Why you want to explain? Because I like you, so. Rồi, tỏ tình rồi. Giang ôm đi, ôm đi một cái đi nào. Trời ơi, tay đỏ rồi kìa. So. Okay. Okay, sometimes I... Yeah, you sigh. Sometimes I'm shy man. Mm. So cute. Cảm ơn Linh ơi. You are welcome. You're welcome. I really wanna date with you. So... So that guy. Mix. Okay, mix. I think very good when I'm not second choice with other. Oh, so it is good. I think very good. Wait a second. I kill him. Why do you think that? Okay, it's okay. I have confidence. 잘 정리하고 왔다. 나는 우리 상황에 집중하고 싶다 말을 해서 어린아이처럼 기뻐하는 게 너무 좋았어요. Nhưng mà Minook có vẻ như là sợ Linh giận hay gì đó mà bạn ấy đã nói như vậy thì nhưng bạn đừng có lo lắng. Mặc dù tôi không hề lo lắng. Làm mối quan hệ rõ ràng hết đầy đủ xong rồi về nhà cũng phải thẳng định với em đó lại luôn. Này, cái này thì anh không hiểu những tập sau có gì mà nói nữa nhỉ? Bởi vì hôm cái tập này nó bị rõ ràng hơi nhiều á. Ui, cũng chưa chắc anh. Tập sau nhỉ có người mới thì sao anh? Mình mới em, có em, nửa chặng đường thôi mà. Biên tập nhiều chiêu lắm. Biên tập nhiều chiêu lắm anh. Đúng rồi, nhưng kia xuất hiện lại đúng không? Thì sao nhỉ? Ui.